Vâng, Duy Minh xin kính chào tất cả bà con cô bác đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh, quý chú anh chị. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt tại mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Và bây giờ thì chưa quý chú anh chị ơi, nhưng mà bên trong á, thì Duy Minh thấy có khá là nhiều bà con cô bác trong ở trong bên đó. Thì ở ngoài đây cũng vậy, ngoài đây cũng có khá là nhiều bà con luôn. Người ta nghỉ trưa á, cho do là trời chưa nắng á quý chú anh chị, 12 giờ rồi. Thì bà con tập trung ở đây để là nghỉ mệt quý chú anh chị. Khi mà đến viếng cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh á, cúng xong thì bà con sẽ đi ra đó. Ủa sao không cúng mà đi ra hả cô? Dạ đúng nha cô, chú Thanh Sang hả? Dạ. Dạ. Cô từ đâu đến cô? Cô ở Bình Thơ, Bình An. Bình An. Dạ. Dạ. Cô nói chỗ đó con không biết luôn. Không biết cô đâu hả? Dạ không. Ủa sao cô ở đây mà biết hả? Dạ con ở Đồng Tháp. Đồng Tháp à, Đồng Tháp. Ủa dạ. Dâu tôi cũng ở Đồng Tháp đó. Vậy hả? Cô Âu là ở đâu cô? Ở Bình Dương. Dạ thì ở Bình Dương ha. Dĩ An. Dạ. Bình Dương Dĩ An. Còn nó có xuống là Bình An. Dạ. À gì con không biết rồi, Bình Dương con không biết. À, ai cúng cho cô Thanh Kim gọi hai cái dĩa trái cây của chú chị rất là ngon luôn nè, dĩa trái cây rất là ngon quý chú chị, không biết của một vị khán giả nào đó đến đây để thắp hương ngồi cúng đại mẫu chú cho của vợ chú thanh niên. Chuyện qua thì chú Thanh Điền cũng có lên đây quý chú chị. Sửa lại cái phần mộ của cô rất là đẹp luôn. À, cái chữ thì mình mạ vàng cũng như là mình phun vàng á quý chú chị. Đó, còn cái hình thì trong một cái vở tuồng nó là chuồng lan và đẹp quý chú chị. Chào chú Tiểu. Chung là hôm nay á, là bà con nghe tin là hôm qua là động thổ, tưởng đâu là hôm nay là xây mộ cho nên là đi đến đây viếng quý chị và xem xây mộ quý chú chị, nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa xây, nhưng mà không biết chiều thì như thế nào. Đây thì Duy Minh cũng vừa nhận được một cái tin nhắn của là một cái vị khán giả là nói là Duy Minh chia sẻ lại những cái đóa hoa này cho cận cảnh và quay chậm lại cho bà con được xem ngắm cho nó rõ quý chú chị. Thì nè, Duy Minh sẽ quay từ từ cho bà con xem ha, rất là đẹp luôn. Đây. Ôi quý chú chị, những cái bông hoa rất là đẹp luôn. Mình cũng quay cận cảnh dàn đây cho bà con xem ha. Giờ là phải bông là nó sát luôn rồi quý chú chị. Phất lờ hết mấy cái luôn nè. Đó. Đây là của hai cái hoa này của chị Bích Châu. Đó, quý chú chị rất là đẹp luôn. Nhưng mà do là bị phức rồi quý chú chị. Đúng ra phải để ngoài thì sẽ đẹp hơn, tại vì hai cái đó hoa hồng đỏ này rất là đẹp luôn và nó to quý chú chị. Hai chị em cánh tay quẩy chào tiễn biệt huyền thoại cải lương Vũ Linh. Đó. Vũ Linh mãi đỉnh.
nghe hai từ dễ thương ghê quý chú chị. Vũ Linh mãi đỉnh, ngõ hai vẫn là Vũ Linh tài sắc vẹn toàn, hẹn ngày tao ngộ ở kiếp lai sinh. Và đây đây có những cái hoa đào đông nữa quý chú chị, đây là những cái hoa đào đông, còn đây là hoa hồng quý chú chị. Thì hôm trước bữa cô Minh Nga ở Đống Đa Hà Nội cũng gửi cho Di Minh cái đó hoa đào đông bên đó đó quý chú chị nè. Nhưng mà chiều đổi chiều Di Minh lấy cái mà khăn giấy sẽ lau những cái phần sình đó, tại vì bị mấy con ấy á. Nhưng mà giờ này thì có bà con cô bác cho nên là mình cũng ngại ha, cho nên là đợi cho cô chiều thôi mình sẽ lau những phần đó. Nói chung là xung quanh mẫu của chú là toàn là hoa không biết chứ chị. Ở đây thì có một cái đó hoa mới của là em trong cái nhóm của các em Sài Gòn quý chú anh chị đã ở Thủ Đức, ở quận Thủ Đức đã gỡ mấy em là hùng nhau để là mua cái hoa này để cho gỡ đến chú và đem tặng tay đến luôn quý chú anh chị. Ủa, bốn người đứng hàng nhìn bốn anh em trai đứng hàng ngay chỗ mấy cái bông là nhìn thấy nó nổi màu sắc luôn cái gì vậy. Ủa mấy anh em ở đâu đến? Em Bình Dương hả? Còn em Bình Dương luôn ha. Bố anh trai là đi chung hả? Bữa giờ có lên đây chưa em? Có lên rồi ha. Lên đây cảm thấy mộ của chú làm sao? Thấy ấm cúng không em? Mình đâu có ngờ rằng là đây là mộ của chú ha. Toàn là hoa không à, chứ không thấy mộ. Bà con đến đây, cứ một số bà con đến đây quý chú chị hỏi, ủa mộ chú đâu, mộ chú đâu? Mình chỉ vô cái mà bông này nè quý chú chị là mà mấy cô mới hết hồn nó, ủa sao không thấy mộ chứ hả? Nó mộ nằm ở dưới bông á. Dạ mộ này nằm ở dưới phần bông á quý cô chú anh chị. Bà con nhiều khi đến đây không thấy mộ chú đâu hết. Dạ đổ bê tông rồi, hôm qua mới động thổ rồi quý cô chú anh chị. Động thổ xây 4 cái viên gạch đầu tiên, lấy cái ngày tốt là ngày đại lễ cầu siêu hôm qua. À, anh ở đâu đến gì anh? Ở gần đấy ha. Dạ chung bà con hồi sáng là đến rất là đông luôn quý chú anh chị, nhưng mà giờ này thì trời nắng, bà con đi vô nghỉ mát rồi. Để Di Minh quay gần lại cho quý chú anh chị xem ha. Đó. Bà con đi ra ngoài đó nghỉ mát ngoài. Nội buổi sáng không mà thấy trên bàn của trên cái bàn thắp hương của chú á là không còn cái chỗ mà để luôn quý chú chị. Nếu mà để trái cây lên nữa là phải thỉnh xuống á, thỉnh xuống chứ không có còn mà để đồ luôn quý chú chị nè. Xoài là xoài cát quỳnh lộc, trái là rất là to luôn. Ủa? cái trái cây thì không biết có ai kính viếng đây. Thầy Thích Tâm Hiếu, Cần Duột, Long An, kính viếng nghệ sĩ Vũ Linh. Qua cái này thì ra là Di Minh vừa đi ra ngoài tải video lên cho quý chú anh chị xem á, thì ở trong đây thì có một cái vị thầy Thích Tâm Hiếu đã đến đây nè quý chú anh chị. Đến đây không biết chắc có làm có cầu nguyện cho chú không à. Rồi gỡ một cái này là trái cây này theo giá trị như mà Di Minh chứ mấy anh em hay đặt á, là cái này là tầm khoảng 500 á quý chú anh chị. Cái tờ gói có quà gì rất là đẹp luôn quý chú anh chị. Hồi sáng thì có mấy chị ở đây gần đây người ta đem cả mai ra luôn. Mai là mai thiệt đó quý chú anh chị.
để mình đi di chuyển xung quanh cho bà con một vòng để bà con hình dung ra được cái nơi này như thế nào nhé. Ở đây là trước mặt của mộ của cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh quý chú anh chị. À, lươn mồm lép à quý chú anh chị. Vui vẻ và hạnh phúc bây giờ thân yêu của mình nha. Chúc mọi người buổi trưa ăn cơm ngon miệng nha. À, bà con cũng nhớ ủng hộ lương mông lép à bà con ơi. Em cũng dễ thương. Đó mà cũng tận tâm với mấy anh em mình á. Chỉ có một số vài anh em ở đây thôi. Là mình quen thôi chứ không có quen nhiều với chú anh chị. Ở đây rất là nhiều mình em. Có hôm qua thì có khá là đông ha. Em không biết là ở quê, hình như là những anh em ở quê hoặc là ở Sài Gòn xuống á, Sài Gòn xuống đông. Sài Gòn với lại các tỉnh lân cận người ta tới á, có người chú anh chị. Mà bây giờ là thấy là giữa trưa trời nắng á, mà có rất là nhiều bà con vẫn đến ha. Đến phải nói là tình cảm của bà con lúc này dành cho chú là phải nói luôn, không có dùng cái lời nào để tả nha. Đó. Thấy là 12 giờ hơn. 12 giờ mấy à? Rất là nóng luôn. 12 giờ mấy của chú anh chị mà gì nè. Cô chú thấy cái người mà ở phát nó bảo hiểm vô luôn nha. Đúng rồi. Nó không có hiểm tại vì cô chú không có nón đó, cho nên đội nón vô luôn. Hôm trước á thì có cái dù ở trước. Có không? Cái dù á là hôm qua là đem qua bên đại lễ cầu siêu bển rồi. Nhưng mà nghe nói là bữa nay á là đem về nè. Mà giờ sao chưa thấy? Để mình đi vòng qua bên kia cho chào em, cảm ơn em ha. Vòng qua bên đây cho bà con xem về cái khung cảnh xung quanh này như thế nào ha bà con. Đây. Đó thì bà con đi từ ngoài cổng qua viên vô thì gặp một cái tòa sen đầu tiên. Thì bà con quẹo phải là đây là một cái con đường gọi là con đường tên đường là đường nghệ sĩ của chú anh chị. Để Diêm Minh đi vòng qua đây chia sẻ cho bà con cô bác. Có bà con phải đem đồ ăn thức uống theo để đến đây của chú anh chị. À, bà con cô bác thì ở buổi trưa rồi. Đi đến viếng chú và ở lại đây đục mát một tí cho nó mát mát rồi mới về với chú anh chị. Đó. Mấy cô nghỉ mát ở đây hả mấy cô? Dạ. Ủa mình đi nãy mình vô mình thắp hương rồi hả cô? Dạ. Mấy cô ở gần đây hay không hay sao? Ở từ Quỳ Lăng là người dân ở địa phương ha. Tức là người dân ở Bình Dương luôn ha. Lên đây làm. Ai ở Đồng Tháp cô? Cô Đồng Tháp ở đâu? Con ở huyện Tam Nông nè. Dạ. Gì hả? Con ở huyện Tam Nông. Dạ con ở dưới con lên đây con quay. Dạ. Chỗ nào cũng đi chứ cô. Ngày trước con đi chia sẻ hoàn cảnh. Dạ, ngày xưa thì con mới làm YouTube thì con làm vlog, làm với cháu con xong rồi đó cái cũng như ông bà cũng xây chuyển kêu mình đi làm cái việc từ thiện á, làm chia sẻ những hoàn cảnh nghèo đó. Rồi mà chia sẻ thời gian rồi cũng như ít người xem mà mình cũng không có. Dạ. Cũng không, lúc trước con chia sẻ ít người xem á, tại vì bà con cũng chưa có biết. Sau này con mới chia sẻ, sau này bà con mới biết. À. Dân Đồng Tháp mình cũng ca cổ rồi cũng hay lắm á. À. Tới xe khách 16 tuổi tới quý chú anh chị. Cô có biết ca cổ không cô? Dạ,
mới ra gỗ hả? Câu ca thử đoạn cho bà con, tặng cho bà con cô bác Đồng Tháp coi. Ồ, đi xe 6 chỗ, 16 chỗ luôn quý chú chị đó. Cô tặng cho một khúc thôi cô. Hát đi. Tặng cho bà con Đồng Tháp của mình á. Có bà con Đồng Tháp đến á. Đó, bà con Đồng Tháp xem mà bà con Đồng Tháp dưới lên đây cũng nhiều lắm á. Đến đây là hơi nhiều quá. Tặng câu được không cô? Gì ghé chiếu Cà Mau gì đó. Tình anh bắn chiếu. Dạ. Ca sĩ ngồi đây nè, bảo ca sĩ này ca cho được. Chị hát tặng bà con ơi. Dạ. Dạ, cảm ơn cô ha. Chắc cô ngại hay sao? Chứ dân miền Tây mình là hát cổ cũng hay lắm quý chị. Bà con ơi. Bà con ở đây rồi dùng cơm luôn. Đó. Đó. À, gia đình đến đây cúng xong rồi cái ra đây mình nghỉ trưa một tí rồi về của chú anh chị. Đó. Ở đây dùng buổi trưa luôn. Ồ. Gia đình mình lên đây để viếng chú hay sao cô? Mấy cô ở gần đây không? Ở Bình Dương ha. Dạ. Lên đây ở đây rồi quyến chú rồi thắp hương xong rồi chơi cho mát mát rồi về quý chú anh chị ơi. Con gái sao vậy? Con gái mắc cỡ gì mà trời đẹp gái mắc cỡ cái gì? Đẹp gái mắc cỡ gì gái? Đây hai gái. Dạ. Kênh YouTube của em Di Minh Vlog chị. Di Minh Vlog. Hôm nay từ lúc mà chú chôn ở đây á cô, thì cô có lên đây lần nào chưa? Lần này mới có dịp mới đi ha. Dạ. Cô là người dân Bình Dương này luôn hả gì? Tiền Giang hả? Ồ, con gái này dễ thương chứ hả? Cháu ngoại hay sao cô? Cháu nội. Ông kiểu ơi, chú ơi, cho tôi một hình rồi. Rồi, dễ thương ghê không? Lấy tay ra. Ồ, con gái gì mà đẹp, chân mày đẹp dữ vậy? Con gái gì nhìn chân mày kìa. Con đi cắm trại. Cắm trại hả? Chứ không phải đi lên dưới không lên ông Hoàng Vũ Linh hả? Con đi lên ông Trâm. Trời ơi, giỏi giờ con lên trên 55 Vũ Linh. Cảm ơn con nha. Dạ, thù ngoan dữ vậy trời. Con mấy tuổi rồi? Mấy tuổi nói chơi 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 chơi. Năm tuổi hả? Phải 5 tuổi không? Phải. Cưng quá trời. Cháu không biết được không? Được hả? Được, cháu không biết được. Vậy là mình nghỉ trưa ở đây chiều chiều mình mới về hả sao cô? Dạ. Cô chắc là mê chú cà cổ lắm hả mô cô? Thằng hát thì cũng mê đó. Dạ. Ngày xưa dưới quê mình đi mình phải là bơi xuồng lội sông đi vất vả ha cô? Dạ. Hồi trước mà thờ chú mà mới hát mới nổi đó. Thời đó thì đường xá đồ nó đâu có thông thường đâu cô. Đường xá đồ nó đâu có thông thường đâu, mắc phải chạy xuồng á. Dạ đúng rồi. Đi xe ha. Dạ. Dạ. Lành dữ. Gái mà lành dữ luôn nha. Bây giờ thì nó thông thường đường xe dễ ha cô, nhưng mà đâu có vui bằng ngày xưa đâu. Ngày xưa mà bà con đi, nhìn cái cảnh bà con đi coi á, coi mà các nghệ sĩ đi hát á, phải đi ghe xuồng
khổ ghê luôn, mình không đi đến nữa. Dạ, đường xe không ha. Dạ. Dạ. Chứ mà gần biển mà đi xuồng nguy hiểm hả cô? Tại vì dạ, sóng gió lớn. Dạ, con cảm ơn cô ha, chúc gia đình cô nhiều sức khỏe ha cô. Dạ. Quay gì nào bắt lại lên. Dạ, tí xíu nữa. Lên lên. Vô Di Minh Vlog là tí xíu lên hả cô. À, ngồi xuống chị. Mình thấy là bà con đến rất là đông luôn. À, đậu xe nữa kìa. Có ai đang mua? Có ai đang mua hoa đến gửi cho anh chị? Ai mua hoa đến không biết ghé đâu đây. Nói chung từ lúc mà cố nghệ sĩ ưu tú Du Lịch Vũ Linh mắc á, thì ở đây rất là đông bà con, lúc nào cũng phải có người quý chú chị. Đó, có khi là buổi chiều thôi là bà con sẽ gì hết, lúc đó mới vắng thôi. Còn đặc biệt giấc trưa lúc nào cũng có người hết. Chúng bà con đi đến đây viếng mộ xong cũng ngồi chơi trò chuyện gia đình cũng vui đó quý chú chị. Hôm nay thì cũng có rất ít anh em YouTube. Hôm nay bà con lúc nào cũng đông như quý chú chị. Chào hai cô. Gì hả cô? Gì hả? Ẩm con trai theo luôn. Ẩm con trai theo luôn vậy đó hả anh? Mỏi chân hả? Tàn ơi, mới giếng ông Hoàng Vũ Linh có tí xíu rồi mỏi chân rồi. Anh ở đâu anh? Đồng Tháp hả? Ủa Đồng Tháp ở đâu? Em ở Tâm Nông nè. Kế bên luôn. Dạ. Đồng Hương ha. Chung là anh cũng đam mê cải lương hả? Nhưng mà tại sao lại đến đây viếng? À, vì mến mộ thôi chứ mình không có đam mê ha. À, đúng rồi. Có người là không biết về cái lương luôn, không có mê luôn, không mê luôn mà nghe chú là lên đây. Nói là nói chung thích cũng thích nhưng mà không có đam mê nhiều. Rồi à, đúng rồi. Cũng như bà con là thích ở chú ở cái mà cái chú là người sĩ thân thiện á, thân thiện nhất. Luôn kể từ lúc mà chú mất tới giờ là rất là đông bà con. Dạ. Đến đây thì anh có thể xem trên màn hình nhỏ là anh biết rồi. À, tụi em thì chia sẻ những cái hoàn cảnh, những cái khung giờ ở đây, mỗi giờ luôn. Dạ. Đúng rồi. Dặn như thường ca sĩ nổi tiếng người ta hay ấy lắm. Phân biệt ổng là hòa đồng. Hòa đồng kiểu như ổng là một cái người như người dân gì đó. Ổng không có cho ổng là nghệ sĩ. Ta mến mộ ổng. À, bởi vì ổng thân thiện với người dân là ở chỗ đó đó. Khi mà đối diện với người dân là ổng đâu có tỏ vẻ là cái người nghệ sĩ gì đâu. Cũng như ổng là người ổng tỏ vẻ ổng là người là người dân bình thường thôi, chứ không có phải nói là ta hay là nghệ sĩ gì kia. Mến mộ là gì? Bởi vì những người là à. Anh có nghĩ rằng là sẽ có một người sau này sẽ nối tiếp được giống như chú không anh? Nói thật lòng chắc cả ngàn năm nữa không biết có không? Dạ. Chắc đứng là trăm năm. Rồi bà nội cái gì đây? Bà nội đợi che cho con rồi nọ. Vậy thôi vô mát đi, vô mát đi anh. Để anh đứng đây. Dạ con ở Tâm Nông rồi cô. Vô mát này, đứng cho mát cô.
bà con đến đây. Khá đông bà con đến nha quý chú chị. Đúng không? Đem nguyên quần số theo quý chú chị. Đó. Con đến nè cũng hương. Chưa nắng đâu quý chú chị, thấy là bà con rất là nhiệt tình luôn. À, đứng giữa chưa nắng là thắp hương và kính lễ cho chú. Thấy thấy tình cảm của bà con luôn luôn lúc nào cũng là dành cho chú rất là nồng nhiệt quý chú chị. Trưa nắng 12 giờ mấy quý chú vậy, có phải là nấy ở nhiệt độ đây là tầm khoảng là 38 độ C chứ không có ít đâu. Nếu mà đứng giữa nắng này là từ 38 đến là 40 độ C. Mà có thể thấy là bà con vẫn đứng chịu ngoài nắng luôn. Một số bà con thì chịu không nổi đã vô bên trong để là nghỉ mát rồi quý chú anh chị. Để vì mình đi di chuyển qua cái nơi đây. Bà con đến. Ồ nè, nhìn bà con thấy không? Những cái trái bự rất là khủng luôn. Cây trái cây với bánh hiện tại bây giờ quý chú chị thấy nè. Là đầy luôn. Chắc phải mấy tầng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 tầng quý chú chị. Mấy cô từ đâu đến mấy cô? Cô cô không nghe hả quý chú chị ạ? Bà con đang vô á, chụp hình hả quý chú chị? Làm những kỷ niệm. Như mình vô quay cái hình Barbie của chú nè quý chú chị, đội cái nón Barbie rất là dễ thương luôn nè. Có một số bà con cũng kêu Duy Minh quay cận cảnh và từ từ chậm chậm để cho bà con ngắm nghe. Rượu này động đến ngày sau, thơ men cay là ngàn câu thâm tình. Không đưa quạng dặm trường đình, mà nghe thương nhớ hơn nghìn núi sông. Thu hồng cô re vì con kính viếng, mãi mãi trong tim cậu Năm Vũ Linh, người nghệ sĩ của nhân dân. Quá hay quý chương chị ơi. Đây thì quá nhạc quá lớn của chú chị ơi, nhạc lớn quá. Chung là nhạc rất là lớn cho nên là Duy Minh phải chèn cái nhạc vô rất là lớn cho bà con, bà con nghe không rõ thì cũng xin thông cảm cho Duy Minh ha. Thì video Duy Minh chia sẻ buổi trưa này có thể thấy là quý chú chị rất là đông bà con, nhưng mà nắng quá cho mà bà con phải một người một nơi thôi quý chú chị nè. Đó, thấy không? Còn mới đến tiếp rồi. Vâng, video đến đây thì Duy Minh cũng xin kết thúc thôi quý chú chị. Thì trước khi kết thúc thì Duy Minh cũng rất là biết ơn các vị, các vị khán giả ở nước ngoài cũng như là bà con ở nước ngoài cũng luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ Duy Minh và góp ý với Duy Minh để hoàn thiện những cái video của Duy Minh. Có gì sai thì bà con cứ góp ý thẳng thắn cho Duy Minh để rút kinh nghiệm ha. Duy Minh xin chào bà con, chúc bà con thật là nhiều sức khỏe. Hẹn bà con là một cái video tiếp theo ạ.